Và cùng nội dung vlog xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hello cả nhà. Lời nói đầu tiên thì cho phép bốn anh em gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người nha. Thì bữa nay anh em mình sẽ đi xuống An Thành 2, huyện Cù Lao Dung của tỉnh Sóc Trăng nha cô chú anh chị. Để xuống dưới đó tầm 30 km. Thì mấy hôm trước thì dành với anh Tài rồi đi xuống đó đến thăm nhà một bà bác 80 tuổi ở trong cái căn nhà một nha cả nhà. Thì bữa nay thì đủ kinh phí rồi nên anh em mình khẩn trương xuống xây vào một cái căn nhà của chú anh chị. Mùa mưa tới rồi, nói chung ở đó thì cũng rất là nguy hiểm, mấy cái bức tường mình đụng vô là nó gã hết trơn rồi. Đó thì Danh cũng thay mặt chính quyền địa phương, thay mặt chỗ bà bác, thay mặt mấy anh em cảm ơn tất cả cô chú anh chị, bạn bè gần xa trong nước cũng như ngoài nước đã hữu duyên và giúp đỡ cho bà bác nha cô chú anh chị. Đủ kinh phí thì anh em mình sẽ xuống dưới đó để chuyển vật tư vô cả nhà, chuẩn bị khởi công xây nhà cho bà bác nha cả nhà. Bây giờ thì bắt đầu anh em mình đi chơi sớm chút cả nhà, tại đi xa quá. Giờ đi ha. Đây. Nam đọc đâu rồi? Đang dắt cát cho chảy cái đường này, mình chỉ nhà tư vô hả? À. Đường sình quá chạy xe không được. À. Thì như cô chú anh chị mình thấy là vật tư thì anh em mình đã kêu rồi, người ta chở người ta bỏ xuống đây, xi măng, cát, gạch. Nhà này kinh phí được lót gạch nha cô chú anh chị. Do là cái đường này á rất là khó vận chuyển, đi vô cũng xa lắm. Cái video đầu tiên vô tìm hiểu á thì Danh cũng có quay cái đoạn đường đi vô cả nhà. Muốn vận chuyển vô thì mình phải đổ mớ cát cái xe chở vô nữa. Em Lộc với Nam xuống sớm sửa mấy cái đường này, bàn ra chạy cát vô chứ giờ đường khó đi quá. Mới sửa được tới đây. Mới sửa được tới đây hả? Ở trong kia còn phải sửa nữa hả? Trong kia thì chắc cái đường trống cũng đoạn rồi. Đó hả? Cái khúc này. Ừ. Tại này góc góc rồi mình chạy sửa nữa. Đây thằng bánh xe mình chạy nữa. Ừ. Bường sẵn rồi, đường cho bà con đi luôn. Chỗ nào lúng lúng em đổ đại vậy vậy đi. Để chạy tới chạy lui nó ấy à. Hả? Nàng biết đất ai? Xin đại. Ừ. Họ lên xe dưới quay cho cả nhà xem kỹ hơn cái đường chỗ xe chạy đó là đổ đó cả nhà. Lập với Nam đổ cát vô tới đây vậy nè, vô đây nha. Rất là xa mà cái đường này cô chú anh chị mình biết mấy tháng này mưa vận chuyển vật tư bằng cái đường đất này nè. Phải lấy xe chở vô nha cả nhà, rất là kỳ công. Khó chạy quá. Cái đường này mà phải tay lái cho cứng. Tay lái không cứng.
chạy hồi chắc lên cỏ này nằm luôn. Mấy cái nhà trước đây được Mạnh Thường Quân ủng hộ cả nhà, cũng khó đi nhưng mà đi đoạn chừng 100-200 mét thôi. Có cái nhà này là xa nhất luôn. Không có cách nào chuyển vô. Mình muốn vật tư á, chở bằng ghe thì ta không có ghe nhỏ, ta có ghe bự không à. Thì cái kinh phí nó cao rồi nghe cả nhà. Chở bằng đường gạch nè. Trời ơi nó lúng. Nhưng mà chở bằng đường gạch này thì kinh phí nó đội lên rất là cao. Bởi vì một cái nhà thiện nguyện phải cân đong đo đếm đủ thứ hết. Cái đó có đổ mớ cát nữa lòng. Thấy lúng quá trời. Điều này bữa bán vô từ từ được. Chạy lát dễ rồi. Dạ hả? Quan trọng về mình chở cái giò chở nó hột giò. Rồi lấy cái gì chở? Xô chở hay là cái gì? Dạ hả? Phải có xuồng nó chở. Ừ. Chắc cái xuồng cái lồi qua đây cái. Rồi nước cạn rồi sao lòi không? À đi đi. Tranh thủ chở xi măng đi tiếp. Giờ phải chở đồ vô đây. Nhà nằm trong này gọi là vùng sâu vùng xa. Trời ơi đám khoai của người ta này phải hỏi xin chạy qua cả nhà để ngồi người ta gầy á. Chú ơi, chú cho con hỏi thăm mấy chú, cái khoai lang này của chú hả chú, phải không chú? Dạ tại tụi con chở vật tư vô á để xây nhà của Mạnh Thường Quân, xây nhà từ thiện á chú. Con chạy qua đây sợ xẹp khoai lang chú, con hỏi xin chú cái đường đi á. Dạ con hỏi trước để hồi chạy ấy. Dạ dạ vậy cảm ơn chú ơi. Đường này hả? Đường này thấy là cực rồi nè. Trời mưa nữa nè. Dạ. Ô giác không nổi đâu. Chứ xe không bao lắm. Cái nhà này là cái thế rất là khó nghe cô chú anh chị. Cái nhà Mạnh Quân hỗ trợ như vậy nè. Thì mình cân đong đo đếm đủ thứ hết. Mà làm chi phí cao quá thì không được. Giờ đi ngang nhà ai mà có chồng cái gì ở trên đây là phải xin người ta. Người ta cho đi mình mới đi được. Vô đây thêm cái này. Ây da, chèm nhẹp nữa. Lên. Mấy đứa xuống đâu chưa? Dạ, mấy xuống, mới xuống. Mấy xuống hả? Dạ. À. Giờ đang ở đâu? Dạ con ở trên An Nhất á. Dạ. Con chào bà. Nhớ con không? Nhớ hả? Rồi sao rồi, bây giờ cảm giác của bà sao rồi bà? Cảm giác của bà quá mệt rồi bà ơi. Nghe hả? Bà người ta khóc luôn rồi. Khóc hồi nào? Tối rồi cũng khóc hoài. Vậy đó hả? Dạ. Bữa nay xuống báo cho bà một tin vui nha. Là được sự yêu thương và ủng hộ của Mạnh Thường Quân. Thì bây giờ tụi con giữ lời hứa là xuống tìm bà một lần nữa. Và đủ kinh phí để xây cho bà một ngôi nhà. Thấy? Dạ đấy hạnh phúc không bà? Rồi sáng giờ
Mừng, thiệt mừng hết. Dạ. Sáng giờ bà ăn gì chưa? Bà không có ăn cái gì, bà đâu có ăn sáng ăn gì đó. Vậy hả? Sáng giờ chưa ăn gì hết hả? Dạ. Nhất là cảm ơn tụi con nghe mình lương. Dạ. Bà quá mừng rồi, giúp đỡ cho bà rất cảm ơn nhiều lắm. Dạ rồi. Dạ bữa nữa mình có nhà mới mình nở rồi đó. Thôi à, bữa ai che cái cổng su này cho bà đây? Bà che lên đó con à. Tự làm luôn hả? À, không gài đỡ dột ha. Đỡ tạc. Đúng rồi. Rồi, đủ kinh phí bữa nay sẽ khởi công đó nha, chuyển vật tư vô. Mà cái đường này hơi vất vả nha. Quá chừng cái đường. Dạ, thì chắc là bà bác qua bên nhà cái cô Tám ngủ đỡ đi. Về bữa. Rồi nào nhà xong rồi về bên này. Dạ. Ra ngoài này phụ anh xíu Thành ơi. Dạ. Đi ra ngoài lộ nè. Cái này là bên đoàn thanh niên của xã An Thành 2 xuống phụ anh em mình ba cái cát đá rồi cho vật tư vô đây cả nhà ơi. Chính quyền địa phương ở đây người ta cũng cho nhân lực xuống phụ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, người ta cũng sẽ đóng góp vô cái nhà này. Hả? Đâu được, em nghe người ta sao mượn được. Sáng nước ròng nước cạn khô à. Thì anh quay cái video này cũng muốn gửi một cái thông điệp tới Mạnh Thường Quân, là anh em Cù Lao Dung đã nhận được tiền của Mạnh Thường Quân và đang triển khai làm nhà. Sắp tới thì sẽ có những cái video cập nhật tiến độ và video bàn giao nhà, thì sẽ công bố danh sách của Mạnh Thường Quân luôn nha cô chú anh chị ơi. Cái đường này nó quá xa. Để lát chở vô mình sẽ bàn với em Lộc về cái quy cách của cái nhà này cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn, chứ không muốn vững nữa này. Mới chạy có hai quận mà sao lúng dữ vậy. Rồi sao ra hả? Quy động vài xe chạy vô đi đổ đường. Bé Trung nè. Bé chạy xe cứng thì đi. Bé Trung nè. Bên Trung. Bé nào? Trung ơi, chủ tịch hội chữ thập đỏ. Chủ tịch hội chữ thập đỏ hả? Dạ. Rồi giờ em cho anh xin chiếc hai chiếc xe gì đó. Dứt vô bên đây anh chiếc nữa. Xe đậu trước kia. Sao đổ mà. Ủa Lộc đâu ta, sao không chuyển xi măng vô trước ta? Cái đường làm đường trước. À, làm cái đường cho nó ấy trước rồi chở xi măng vô đúng không? Xe rất cao. Chạy vô cái này là cắt
lót mà. Cát để lót. Lót đường đi á. Nó hai loại cát khác nhau nha cô chú anh chị mình. Cát này là để xây để cán. Còn cái cát này là để mình lót đường nha. Nó đen hơn, cát này thì nó ấy hơn. Chứ mà. Trời ơi. Đó hai màu cát khác nhau rồi cả nhà. Nhí xung phong đầu tiên. Có ai trọng đỡ đã cát xuống chưa? Chưa. Lọc đâu rồi? Lọc đi đâu không biết hả? Lọc đi đâu. Đứng đi đây nữa nó. Tao nữa. Đang ghi bản đó. Còn là 25 hả? Ừ, 25 ngàn. Mọi ngày vậy thôi. Đây đây. Lọc đi thầm. Rồi bao lớp mấy bạn cát này lại. Rồi còn miệng hả? Trả đầy nha. Mấy cái mông cái đường này xa nên là mình vác bằng từ thùng nha cả nhà, vác nhiều quá chiều sẽ dai hết, đi thế vậy chứ nó đi đường xa thấm. Thành em áo ngoài này nha Thành. Coi cái cát với xi măng chắc lên phụ anh em. Để anh vác gạch vô luôn. Cái chợt chở xi măng văng xuống lề luôn. Nắm bên kia đi anh, nắm bên đây. Gì? Giật dạ mưa luôn cả nhà ơi, danh vác gạch vô chà, bữa này sao mấy ta cũng phải vác đồ với anh em nghe cả nhà. Anh em mặn nhiều mình mặn nhiều, nếu anh em mình phát tâm đi từ thiện mà mày. Có khó thì mình chuyển từ từ, làm từ từ của chú anh chị. Cái đường phải kiến thà lâu có ngày thì tổ, nên là cứ làm đi từ từ nữa xong. Chạy mới có mấy quận mà nó lúng quá nên phải buộc phải sửa cái đường lại hết, nó trơn rồi cả nhà, có khúc lúng
chầm bánh sữa đằng đó lại nó trơn nữa, giống thứ mưa mấy hột này chân nhớt. Nam chở bao xi băng từ ngoài vô đây rớt 3 lần. Chia ra người làm nhiệm vụ. Ai xương xương đi đi. Nó đỡ trơn. Đỡ trơn. Trơn dữ lắm. Này bằng lấy thi nha, bằng lấy mua là thua. Còn mấy chỗ nữa. Ừ. Tá luôn cho rồi chạy cho dễ. Dễ cà chợt rớt cái chân. Chở xi măng theo dao đó nhé. Dao trong này mà. Dao xuống lùm. Đi gan dữ chưa? Đi gan dữ chưa? Nói làm sao? Nó kêu đi gan. Dùng tay là sắp vô rồi nè. Cái xi măng à. Do mình sợ nó gặp mưa nên mình phải đem vô nhà đỡ. Còn mấy cái gạch này cứ bỏ ngoài đây cả nhà, không quan trọng. Do là trời mưa ở đây trồng dừa nhiều quá nên đất nó cũng không được khô nhanh nữa, nó cứ ỉ ỉ ỉ ỉ chở xi măng bị lọt hoài là vậy. Sáng giờ 3 tiếng ngoài đồng hồ anh em mình đã lòi được cái số gạch lót trong nhà cả nhà, rồi gạch xây xi măng vô rồi hết rồi, cát thì chưa có chở vô được, mới rồi có nhiêu à. Đây. Giờ bắt đầu anh em lội ra ngoài để vác ba cái ton với sắt vô của chú anh chị. Cái đường thì anh em lót cát còn đỡ dữ lắm, đỡ rồi nè, nhờ ông trời ổng thương. Hồi nãy ông mưa lầm gầm cái ông nghỉ, nắng lên giàu khỏe rồi. Thì sáng mà mưa một đám cái nữa anh em không biết làm sao luôn, chắc còi ngó luôn á. Chú anh chị mình thấy là cái đường khô rồi nè, lót mớ cát chạy hồi vẽ đất khô đường rồi, chứ sáng mới xuống thấy cũng hơi khó. Giờ cái đường thành đường mòn rồi, ngon lành. Ra làm cái khâu chuyển mấy cái đồ xa Sà Gòn rồi vô trước. Anh Tài, anh Tài hấp tâm để anh trai anh Tài. Còn anh trai hả? Anh á. Anh hai thằng rồi.
nữa. Thôi gái đi, đừng trai nữa. Nghĩ đẻ ơi. Nghĩ đẻ hả? Nghĩ rồi. Hai thằng đủ xài rồi. Đủ xài rồi hả? Cái đường này giờ đỡ là giữ dằn ha. Nắng lên là khô. Nắng lên khô với có cát á. Dễ đi. Cảm ơn ông trời. Ông trời cho thời tiết tốt. Quá đã luôn. Để tập trung lực lượng. Giờ này hiện tại là 11 giờ trưa mà anh em chưa có nghỉ nữa. Nhí với Nam là bắt một cặp rồi. Hai đứa không? Phải giác 4 cây. Em nhỏ nhất em giác 2 cây bự rồi đó. Dữ vậy sao? Chung là mà chủ tịch Chung phải giác gấp đôi anh em. Đó. Kéo theo em. Ờ. Vậy là Chung giác 4 cây gấp đôi rồi. Gấp đôi nhí rồi phải không? Gấp đôi nhí rồi. Mấy đứa em nó phụ cũng nhiệt tình lắm cả nhà, chọc cho không khí vui nhộn đỡ mệt chút. Đường xa em, vừa thôi. Đi 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 đi. Đường xa. Con cây số nhiều xa. Nó thấm cái vai mình á. Hết chưa? Anh em mình cặp. Vô. Ừ, trời ơi mình đứng. Thấy chưa hả? Thấy. Nổi không anh Đại? Nhẹ không? Nhỏ không nhôm nhách đó. Nhẹ mà có hai người rồi. Cà khịa đâu rồi? Em với cà khịa ăn cặp. Khịa không hãi. Cặp cuối cùng. Hai thằng chơi mấy năm đi chung cặp tới chịu nha. Chơi chung. Nơi nào cần thanh niên có nè. Nơi nào khó khó có thanh niên. Chuyển ô phụ anh em xiết xiết vô chó rồi cả nhà đó, mà giấc chiều ông trời ông mưa thì đồ đạc mình chuyển ở xong hết rồi, mình cũng khỏe nữa. Thấy anh giá gấp đôi em không Nam? Anh 4 cây đàng hoàng. Cái gì? Như thế thì kiếm chuyện đang bằng nặng nghe. Kiếm chuyện không? Ê được mày mà. Mà dắt bao vô bao ra, bao vô bao ra. Đi được mấy bao? Em chắc cỡ 2 bao à. Hả? Ngồi nghỉ mệt chút mới đi được nữa. Gì? Bị cho anh luôn hả? Trời anh luôn. Bắt được, bắt được. Cái này tí tế luôn thật. Vừa đi vừa đi. Cô chú anh chị mình thấy không? Cái nhà trong này là cái đường cùng luôn rồi. Bởi vì nó hơi xa lộ cả nhà. Trong đây có 3 cái nhà. Cái nhà bên đây thì bỏ hoang rồi. Nhà này của cô Tám, cái cô mà cái mặt bị lan trắng trắng á. Nhà này của cái cô mà có một người con, nhưng mà lao động chính trong nhà. Xong rồi ngủ đêm sáng ngày là không còn sống nữa. Mà cô này hiện tại bị tai biến nữa cả nhà.
Còn cái nhà bên đây là của bà bác nè. Có ba cái nhà. Mạch chữ chưa? Hả? Dưa dưa hả? Là căn nhà của bà bác. Để anh quay kỹ cho cô chú chị mình chưa xem thì xem rõ hơn ha. Ui. Lấy cái tay ra đi. Chống chống hồi mệt lắm à. Biết sao anh nói em vậy không? Ừ, bảo hổm danh với anh Tài đụng đụng cái tay vô đây nó rớt từ miếng hết trơn à. Ở nhà này cất quy cách sao Lộc? Cất bề ngang 4 mét, dài 6 mét. Ừ. Từ chế chứa 2 mét rưỡi. Ừ. Có toilet. Có toilet. Lót gạch luôn. Lót gạch luôn đúng không? Thằng ba này có lót không? Thằng ba này thì em lót ở trong nhà, còn chắc còn dư được cả mét mấy vậy. Còn nhiêu thì em lót nhiêu. Ừ. Đủ, vừa đủ kinh phí thôi. Thì tất nhiên là như vậy cô chú anh chị, cái mái hiên á là mình sẽ cho ra 2,5 mét, còn cái nhà này do có một mình nên bà bác thôi nên mình sẽ cất cái quy cách nó nhỏ hơn những cái nhà khác, bù lại mình được một cái toilet và mình được lót gạch nha. Thì anh có chia sẻ rồi, thì tùy theo cái kinh phí và tùy theo cái hiện trạng nhà và gia đình bao nhiêu nhân khẩu thì mình sẽ thiết kế những cái căn nhà có hình hài khác nhau. Có nào xài được không? Mấy cái đồng tay này hả? Cái đồng tay này em làm tiền chế phải không? Khỏi mua sắt. Ừ. Ghẻ được một chút. Mấy cây này là lọc, mấy cây bị cây cột này là chôn xuống luôn hả? Làm lấy tiền chế khỏi mua sắt. Đặt ngang đây nè, cắt ngang đây nè. Khúc này còn nguyên, còn sử dụng được. Ừ. Tại vì nói trước nếu mà làm ba cái sợi gỗ nó dễ cột quá, nó chắc hơn sợi gỗ. Ừ. Mưa gió này nọ đó. Sao? Cái khúc trên này nó còn tốt nè. Ừ. Nào tận dụng được anh em mình sẽ tận dụng. Tận dụng. Còn tay thì chắc cú là mấy cây này còn xài được nè. Bên đây nè, cây này nè. Còn hai cây xi ngang này nè. Ừ. Đây thì cái có cái toilet cho bà cụ phải không? Toilet thì là cái toilet thì mình phải xây hố ra nữa. Tại vì ở đây đâu có hầm cá gì đâu mà cho ống ra được. Ừ. Phải xây một cái hố cỡ 1 mét vuông. Ừ. Rồi đi xuống đó. Ừ. Tại có lên bà lão thì xây cũng vừa để cho bà lão ở thôi chứ cũng đâu. Cái bàn cầu ấy nó đâu có nhiêu? Bàn cầu 200 mấy. 200 mấy hả? Ừ. Ừ. Cho bà lão bà đi cho sạch sẽ cả nhà, với lại mưa cái chân yếu nữa nên là mình sẽ thiết kế một cái toilet. Toilet ở ngoài hướng này. Ừ. Nhà luôn. 8 mét không ta? Nhà này hả? Cái này 8 mét có rồi. Cái nhà nữa thuộc xuống đây chút. À có anh nói á, nhà cũ nè, từ đó đây là 8 mét. 48 hồi xưa là nhà nước cho 48. Thì ngang 4 rồi thì 8 nè. Tạm thời mà bác đi qua nhà cô Tám ngủ đỡ cả nhà. Để cái đây lại. Cho anh em chứa vật tư làm từ từ. Dở một ngày. Đúng rồi. Ngày đặt phá ra là làm đó là ba anh em làm cái việc tình đó có không có phải đặt phá ra nữa. Bạn một bạn lại cho con gì. Cái này em để mới em đốt cái chỗ nào cần thiết thôi. Ừ. Nói chung thì cái nào ấy mình tận dụng mình lấy lại, cái gì mình lắp cái đường đi cũng sao cho bạn. Cái gạch này phải không? Đúng rồi. Ừ ừ. Cái đường đi ra hay là cái đường đi ra ngoài đó. Ừ. Đi có tập. Đi tập cái bộ. Gạch này gạch tao quá. Cái con này ấy thì mình đập xả nó cũng được. Hay là để sao? Ủa cái vách này em đập em ra sao toilet không? Cái vách này đập bỏ thì anh lấy làm xà bần thôi chứ. Ừ. Ý là anh nói đem xà bần ra toilet hay gì? Ừ, đúng rồi, đem xà bần ra. Đem xà bần ra đây. Ừ. Đem xà bần ra đây. Nâng lên. Rồi. Thì anh em mình sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ ngay cả nhà. Hôm nay thì bắt đầu khởi công rồi đó. Ngày mai sẽ dỡ nhà. Cái này em có cần hàng gì chứ không để dỡ nhà? Có gì đem qua hàng ba bên bên kia đâu. Ba máy nữa mời thì tối nay cũng phải dỡ bản nè, để đây mai con ngủ giữ. Mấy cái xác hàng này nọ nếu mà có mưa đem qua hàng ba bên nhà bên cô ấy á. Cô Tám á đỡ. Thank you.
mời cái giờ ăn cơm nè. Đó, bây giờ anh em ăn cơm trưa nha. Đói quá. Quá đói hả? Đây. Thằng mày, hai bé này ăn cơm. Mấy đứa em bên đoàn á, bạn đi đám giỗ rồi. Bảy anh em mình đi ăn. Mấy đứa này đi đám giỗ nên không có ăn chung rồi nha. Mang em, con chó no. Ừ. Sườn trứng ha. Ăn lấy sức. Nhà nghỉ trưa được tiếng, sau đó sẽ bắt đầu vô chương trình săn bắt của mình. Thì ở dưới tạm thời giao cho em Lộc, thì vật tư cũng ổn rồi cả nhà, chuyển dân xong rồi. Thì cảm ơn tất cả cô chú anh chị Minh Thường Quân đã có tấm lòng nhân ái ủng hộ để cho bác có được một cái căn nhà như mong ước nha cô chú anh chị. Sẵn đây anh cũng chia sẻ là những cô chú anh chị bạn bè gần xa mà chưa có hữu duyên được với cái trường hợp này á, thì mình sẽ đợi hoàn cảnh sau nha cả nhà. Tại vì có một số cô chú anh chị bạn bè gần xa liên lạc nhưng mà đủ kinh phí rồi, thì anh cũng đã kêu vật tư rồi, quy cách căn nhà đã được dựng lên rồi, thì thước tất xong hết rồi nên không có nhận thêm nữa, mong cả nhà thông cảm cho anh nha. Thì anh em mình xin dừng video tại đây, xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nha.